Thầy xin chào các bạn học sinh lớp 5. Thầy tên Hoàng Văn Tuấn, giáo viên trường tiểu học Hồ Văn Thanh. Hôm nay thầy lại được đồng hành với các em trong tiết luyện từ và câu. Các em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho mình rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào bài mới nhé. Tiết luyện từ và câu hôm nay các em học bài mở rộng vốn từ thiên nhiên. Qua bài học này các em sẽ nắm được mở rộng và hệ thống hóa vốn từ chỉ các sự vật, hiện tượng của thiên nhiên. Hiểu nghĩa của một số thành ngữ, tục ngữ mượn các sự vật, hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề trong đời sống xã hội. Và nắm được một số từ ngữ miêu tả thiên nhiên. Để giúp các em mở rộng vốn từ về thiên nhiên. Và trước tiên hiểu được thiên nhiên là gì, thầy mời các em đến với bài tập số 1, bài mở rộng vốn từ thiên nhiên, sách giáo khoa tiếng Việt trang 78. Thầy mời các em cùng đọc yêu cầu bài tập 1 với thầy. Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên? A. Tất cả những gì do con người tạo ra. B. Tất cả những gì không do con người tạo ra. C. Tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con người. Để giúp các em có cơ sở chọn được câu trả lời đúng, thầy mời các em xem một số hình ảnh sau. Đây là hình ảnh thác nước và đây là hình băng tan và đây là hình xoáy nước và đây là hình vòi rồng, một hiện tượng trong thiên nhiên. Các em vừa xem các hình ảnh nói về các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên và bằng với sự hiểu biết của mình, thầy nghĩ các em đã tìm được câu trả lời cho nội dung bài số 1 này. Và đây là câu trả lời đúng các em ạ. À. Dòng giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên là B. Tất cả những gì không do con người tạo ra. Thầy có lời khen tặng các bạn đã có câu trả lời đúng. Các em ạ, à, vì sao chúng ta không chọn câu A, tất cả những gì do con người tạo ra? Tức là các em ạ, à, nhà cửa nè, rồi ruộng vườn, trường học, đường xá, bệnh viện, tất cả những cái đó người ta gọi là nhân tạo, tức là do con người tạo ra. Còn câu C, tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con người, bao gồm cả những sự vật hiện tượng trong thiên nhiên và những của cải vật chất do con người làm ra. Như vậy, không phải là câu trả lời về thiên nhiên. Do đó, câu trả lời đúng là B, tất cả những gì không do con người tạo ra. Như vậy, thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu thiên nhiên là gì. Tiếp theo, để giúp các em mở rộng vốn từ thiên nhiên qua các thành ngữ, tục ngữ, thầy mời các em đến với bài tập số 2. Thầy mời các em cùng đọc yêu cầu đề bài với thầy. Bài 2, tìm trong các thành ngữ, tục ngữ sau những từ chỉ các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên. A. Lên thác xuống gành. B. Góp gió thành bão. C. Nước chảy đá mòn. D. Khoai đất lạ, mạ đất quen. Như vậy, yêu cầu của bài tập số 2 này là các em cần xác định các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên qua các thành ngữ, tục ngữ trên. Và bây giờ, thầy mời các em hãy tìm ý nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ trên trong thời gian là 60 giây. Các em hãy viết nhanh ra nhé, các em nhé. Rồi, thời gian suy nghĩ để tìm ý nghĩa các câu thành ngữ tục ngữ trên đã hết và thầy mời các em theo dõi phần trả lời như sau. Lên thác xuống gành có nghĩa là gặp nhiều gian lao vất vả trong cuộc sống. B. Góp gió thành bão có nghĩa là tích nhiều cái nhỏ sẽ thành cái lớn. C. Nước chảy đá mòn có nghĩa là
Kiên trì bền bỉ thì việc lớn cũng làm xong. Và dê khoai đất lạ mạ đất quen, có nghĩa là khoai phải trồng ở nơi đất mới, mạ phải trồng ở vùng đất quen thuộc thì mới có năng suất tốt. Thầy có lời khen tặng, các bạn đã có phần trả lời giống hoặc gần giống với các câu trả lời trên. Và bây giờ chúng ta quay trở lại yêu cầu của đề bài tập số 2 là tìm các từ chỉ sự vật hiện tượng trong thiên nhiên qua các câu thành ngữ tục ngữ. Và trước tiên là câu A, lên thác xuống gành. Các em tiếp tục suy nghĩ trong 20 giây để tìm các từ chỉ sự vật hiện tượng trong thiên nhiên có trong câu thành ngữ tục ngữ này. Thầy biết chắc là các em đã có câu trả lời với yêu cầu của thầy vừa rồi. Và sau đây là các từ thầy tìm được chỉ sự vật hiện tượng trong thiên nhiên có trong thành ngữ lên thác xuống gành. Đó là từ thác và từ gành. Thầy có lời khen tặng, các bạn đã tìm được các từ thác và gành. Và sau đây thầy mời các em xem một số hình ảnh sau. Đây là hình thác bạc ở thành phố Sapa, tỉnh Lào Cai. Còn đây là thác Cam Ly ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Và đây là gành đá đĩa ở tỉnh Phú Yên. Còn đây là gành ráng ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Các em vừa xem một số hình ảnh về cảnh thiên nhiên đẹp của Việt Nam chúng ta. Thật tự hào khi nước Việt Nam chúng ta có nhiều cảnh đẹp phải không các em? Tương tự như câu A, các em hãy tìm từ chỉ sự vật hiện tượng trong thiên nhiên có trong các câu thành ngữ B, C và D. Với yêu cầu của bài tập số 2, các em hãy dừng video và làm bài trong thời gian 2 phút các em nhé. Thời gian làm bài đã hết, thầy mời các em dừng bút và theo dõi video. Ở câu B, góp gió thành bão, thầy tìm được các từ sau, đó là gió và bão. Ở câu C, nước chảy đá mòn, ta tìm được các từ sau, nước và đá. Ở câu D, khoai đất lạ, mạ đất quen, ta tìm được các từ khoai đất mà đất. Các em ạ, các bạn nào mà tìm được các từ chỉ sự vật hiện tượng trong thiên nhiên như thầy vừa nêu, thầy chúc mừng các bạn. Còn các bạn nào tìm chưa đúng thì cố gắng hơn nữa nhé. Các từ thác, gành, gió, bão, nước, đá, đất, chúng ta dễ dàng nhận ra đó là các từ chỉ sự vật hiện tượng trong thiên nhiên. Còn các từ khoai, mạ, tức cây lúa lúc còn non, ta còn lưỡng lự vì nghĩ rằng khoai và mạ là những cây cối do bác nông dân sản xuất được. Nhưng nghĩ như thế là không đúng các em ạ. À, vì khoai và mạ vốn có trong thiên nhiên do con người đem về cải tạo để năng suất cao và chất lượng tốt hơn như chúng ta đang dùng hiện nay. Còn trong thiên nhiên, hiện giờ khoai và mạ vẫn sống, những cây đó không do con người sản xuất ra. Như vậy, các từ chỉ sự vật hiện tượng trong thiên nhiên có trong các thành ngữ tục ngữ trên là thác, gành, gió, bão, nước, đá, khoai, đất, mạ, đất. Các em ạ, à, các thành ngữ tục ngữ không chỉ nói về các hiện tượng sự vật trong thiên nhiên mà qua đó nó còn là lời khuyên, lời động viên cho mỗi chúng ta trong cuộc sống các em ạ. À, ví dụ như trong câu lên thác xuống gành,
Ý nói gặp nhiều gian lao vất vả trong cuộc sống. Ý rộng là khuyên chúng ta hãy kiên trì bền bỉ thì sẽ thành công. Ví dụ như trong cuộc sống, các em thấy mình đang là học sinh, trong quá trình học tập có những lúc gặp khó khăn vì bài tập khó, vì bài nhiều, các em phải vất vả rất nhiều. Nhưng các em hãy kiên trì, nếu các em chưa làm được có thể nhờ ba mẹ, thầy cô hoặc bạn bè giúp mình nhé. Thầy chắc rằng nếu bạn nào kiên trì chăm chỉ, mình sẽ thành công. Hoặc trong câu góp gió thành bão, có nghĩa là tích nhiều cái nhỏ sẽ thành cái lớn. Có nghĩa khuyên chúng ta hãy tiết kiệm. Nói về đức tính tiết kiệm thì Bác Hồ của chúng ta là người luôn nêu cao tinh thần ấy. Các em biết rằng sau cách mạng tháng 8 năm 1945, đất nước ta độc lập, nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh và nạn mất mùa nên đời sống nhân dân còn khó khăn. Bác đã nói với nhân dân rằng: "Tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi là người thực hiện trước, cứ 10 bữa thì nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa, đem số gạo tiết kiệm đó dành tặng cho dân nghèo." Hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm của Bác, hũ gạo cứu đói đã ra đời. Và nhờ phong trào tiết kiệm này đã giải quyết được phần nào tình hình thiếu ăn lúc đó các em ạ. Và học tập tấm gương tiết kiệm của Bác, đội ta cũng có phong trào kế hoạch nhỏ là các em thu nhặt sách báo cũ, vỏ lon nước đã sử dụng để mình đóng góp cho phong trào đội của trường. Như vậy các em đã rèn luyện được tính tiết kiệm. Qua bài tập số 2, các em đã biết được các sự vật hiện tượng có trong thiên nhiên. Và qua các thành ngữ tục ngữ đó, khuyên chúng ta những điều quý báu là hãy kiên trì, là hãy tiết kiệm. Chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống. Các em cũng hãy ghi nhớ các câu thành ngữ tục ngữ này để mà mình vận dụng vào làm tập làm văn hoặc đặt câu các em nhé. Để tiếp tục giúp các em mở rộng vốn từ về thiên nhiên, về tả không gian, thầy mời các em đến với bài tập số 3. Thầy mời các em cùng đọc yêu cầu với thầy. Bài 3: tìm những từ ngữ miêu tả không gian, đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được. Những từ ngữ miêu tả không gian: A. Tả chiều rộng, từ mẫu bao la. B. Tả chiều dài hoặc chiều xa, từ mẫu tít tắp. C. Tả chiều cao, từ mẫu cao vút. D. Tả chiều sâu, từ mẫu hun hút. Với yêu cầu của bài tập số 3 là tìm các từ ngữ miêu tả không gian, các em hãy dừng video và tìm các từ theo yêu cầu của đề bài trong thời gian là 1 phút 30 giây các em nhé. Thời gian tìm từ đã hết. Thầy mời các em dừng bút và tiếp tục theo dõi video. Những từ ngữ miêu tả không gian, trước tiên là tả chiều rộng. Ngoài từ bao la, chúng ta có thể tìm được các từ sau: mênh mông, rộng lớn, thênh thang, vân vân. B. Tả chiều dài hoặc chiều xa, ngoài từ tít tắp, ta có thể tìm các từ thăm thẳm, vời vợi, dằng dặc, lê thê, vân vân. C. Tả chiều cao, ngoài từ cao vút, chúng ta còn có thể tìm các từ như chót vót, cao ngất, vời vợi, vòi vọi, vân vân. Và D. Tả chiều sâu, ngoài từ hun hút ra, ta còn có thể tìm các từ như thăm thẳm, sâu hóm, hòm hóm, vân vân. Và sau đây, thầy mời các em xem một số hình ảnh tả không gian về chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu. Đây là hình ảnh
tả cánh đồng lúa rộng mênh mông thẳng cánh cỏ bay. Còn đây là hình ảnh tả chiều dài xa tít tắp. Còn đây là hình ảnh tả chiều cao chót vót. Còn đây là hình ảnh tả chiều sâu. Đây là hình ảnh tả một đèo cao, một bên là vách núi, một bên là vực sâu thâm thẳm đen. Em vừa quan sát các hình ảnh tả chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều sâu. Và với các từ ngữ các em đã tìm, bây giờ các em hãy chọn một từ mình thích và đặt một câu và làm bài trong thời gian 1 phút các em nhé. Thời gian làm bài đã hết. Thầy mời các em dừng bút. Nếu bạn nào tìm được một trong các từ tả chiều rộng, tả chiều dài hoặc xa, tả chiều cao, tả chiều sâu như thầy vừa nêu và chọn một từ để đặt câu với từ các em vừa tìm được. Như vậy, các em đã hoàn thành được nội dung yêu cầu của bài tập số 3. Thầy xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành yêu cầu của bài tập 3. Em ạ, các từ ngữ tả chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu là những hình ảnh gợi lên cho chúng ta thấy được sự vật đó ra sao. Các em cần ghi nhớ các từ trên để mình vận dụng đặt câu hoặc viết văn. Vì khi mình làm bài văn mà có hình ảnh như vậy, bài văn của chúng ta sẽ hay hơn và hấp dẫn hơn các em ạ. Để giúp các em mở rộng hơn nữa vốn từ thiên nhiên về tả các âm thanh, thầy mời các em đến với bài tập số 4. Thầy mời các em cùng đọc yêu cầu đề bài. Bài 4, tìm những từ ngữ miêu tả sóng nước, đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được. A, tả tiếng sóng, từ mẫu y âm. B, tả làn sóng nhẹ, từ mẫu lăn tăn. C, tả đợt sóng mạnh, từ mẫu cuồn cuộn. Như vậy, với yêu cầu của bài tập số 4 này là các em hãy xác định những từ ngữ miêu tả sóng nước rồi đặt câu. Ở nhóm từ ngữ miêu tả sóng nước thì ngoài từ y âm ra, ở nhóm tả làn sóng nhẹ ngoài từ lăn tăn ra, ở nhóm tả đợt sóng mạnh ngoài từ cuồn cuộn ra, các em hãy tìm những từ ở các nhóm tả tiếng sóng còn lại mà mình biết trong thời gian là 1 phút 30 giây. Các em hãy dừng video và làm bài các em nhé. Thời gian làm bài đã hết. Thầy mời các em dừng bút và tiếp tục theo dõi video. Ở nhóm tả tiếng sóng, ngoài từ y âm ra, ta còn có thể tìm được các từ như âm âm, ao ao, âm ao, rì rào, y oạp, oam oạp, thì thầm, vân vân. Ở nhóm từ tả làn sóng nhẹ, ngoài từ lăn tăn ra, ta còn có thể tìm các từ như dập dềnh, trườn lên, bò lên, lững lờ, vân vân. Và ở nhóm từ tả đợt sóng mạnh, ngoài từ cuồn cuộn, chúng ta còn có thể tìm các từ như trào dâng, ào ạt, điên cuồng, dữ tợn, dữ dội, khủng khiếp. Và sau đây thầy mời các em xem một số hình ảnh về tả tiếng sóng, tả làn sóng nhẹ và tả đợt sóng mạnh. Đây là âm thanh rất là quen thuộc, có thể nhận ra như thế là không các em. Và tiếp tục thì mời các em xem hình ảnh tả làn sóng nhẹ lăn tăn. Và đây là hình ảnh tả những đợt sóng mạnh, sóng cuộn trào và sóng trào dâng khủng khiếp.
ta thể gọi là sống điên cuồng, kết hợp những hình ảnh các em vừa xem được và với những từ các em đã tìm. Các em hãy chọn một từ mà mình thích để đặt một câu với yêu cầu của nội dung đặt câu với từ vừa tìm được. Các em hãy dừng video và làm bài trong thời gian 1 phút các em nhé. Thời gian làm bài đã hết. Thầy mời các em dừng bút và tiếp tục theo dõi video. Các em ạ, à, nếu bạn nào tìm được với một trong các từ tả làn sóng nhẹ, tả đợt sóng mạnh như thầy đã nêu và chọn một từ để đặt được câu, như vậy các em đã hoàn thành xong yêu cầu của bài tập số 4. Thầy xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành yêu cầu của bài tập số 4. Các em ạ, à, các hình ảnh tả tiếng sóng này sẽ giúp các em làm bài tập làm văn về tả vùng sông nước hoặc vùng biển các em nhé. Khi làm bài, các em nhớ vận dụng vào để làm bài. Các em vừa hoàn thành xong 4 bài tập về mở rộng 4 từ thiên nhiên. Các em nhớ làm bài đầy đủ, trình bày bài sạch đẹp để thầy cô của các em nhận xét các em nhé. Qua nội dung bài học ngày hôm nay, các em đã được biết thiên nhiên là gì, các em đã mở rộng vốn từ về thiên nhiên qua các thành ngữ, tục ngữ để biết được các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, và qua đó các em cũng biết được các thành ngữ, tục ngữ đó còn khuyên chúng ta kiên trì bền bỉ sẽ thành công. Hãy tiết kiệm trong mọi hoàn cảnh, và các em còn biết được các từ ngữ tả không gian về chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, chiều cao, rồi tả tiếng sóng để mình vận dụng vào bài tập làm văn cho sinh động hấp dẫn. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Về nhà các em xem lại nội dung bài học ngày hôm nay và bài luyện tập về từ nhiều nghĩa. Đến đây chuẩn bị, thầy xin chào tạm biệt các em. Chúc các em luôn là những người con ngoan trò giỏi các em nhé. Thầy chào tạm biệt.